nào. Quá trâu bò luôn, con này hút thoải mái luôn này. Cái vòi nước này xả không kịp luôn. Vâng, xin chào tất cả mọi người, xin chào bà con. Thì ngày hôm nay Cửa Hàng Việt anh em lại xin phép giới thiệu cho các bác một lô máy bơm Nhật bãi nhá. Rồi ok, thì cái hàng lô máy này em vừa mới về các bác ạ. Đẹp xuất sắc luôn, đẹp mê ly luôn. Đó, bình xăng sáng keng xe beng luôn này, toàn em hàng khủng nhá. Những cái máy này thì các bác có thể hút được giếng khoan luôn này. Đó, mà tưới tiêu thì nó đỉnh cao luôn nhá. Rồi ok, nếu mà khi mua một sản phẩm chiếc máy bơm nước thì các bác cần chú trọng đến cột áp này. Đó, thứ hai là lưu lượng nước. Đó. Đấy thì cột áp thì càng cao thì tốc độ nước đẩy đi càng lớn nha các bác nhá. Rồi ok, thì số điện thoại của cửa hàng em là 0961350530. Các bác nào quan tâm đến sản phẩm thì cứ liên hệ qua cửa hàng em. Cửa hàng em thì rất là nhiều dòng máy nha các bác, như máy bơm này, máy cưa này. Đó, tất cả hàng Nhật bãi, máy cắt cỏ. Đó, các bác nào quan tâm đến cái hàng Nhật bãi nào thì cứ liên hệ qua cửa hàng em. Rồi ok, thì các bác xem video của em thấy hay hãy cho em xin một nút like, đăng ký kênh và bật chuông thông báo nhá. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người ạ. Ok, sau ngày hôm nay em giới thiệu sơ qua về lô máy ngày hôm nay. Thì vẫn còn đang mấy em nữa chưa dọn đổ xong. Đấy, thì em cứ lên trước cho bác mấy hôm nay. Đầu tiên là bốn em Cosin này. Bốn em này gọi là đẹp xuất sắc luôn. Đó. Làn da trắng phốc nha bác nha. Đấy, quả bình xăng thì đẹp, gọi là hàng còn hàng đỉnh cao luôn. Rồi, đến một em Robin cánh bướm này. Em này cũng gọi là đi vào lòng người. Và cuối cùng em này đó là một em siêu phẩm nha các bác nha. Siêu phẩm đỉnh cao luôn. Đó là hàng Mazuyama, hàng siêu tiết kiệm nhiên liệu. Hàng này thì gọi là về bao nhiêu hết bấy nhiêu, là cực kỳ hiếm luôn nha bác nhá. Bác nào đây, em có chiêm ngưỡng quả đầu bơm này, đẹp không tì vết luôn đó. Ok, sau đây giới thiệu chi tiết từ sản phẩm nhá. Rồi, em đầu tiên ngày hôm nay giới thiệu cho các bác đó là một em đến từ thương hiệu Cosin này các bác này. Em này thì công suất của nó là 26cc lòng 34 ly nhá. Dòng máy này thì có trợ lực cho bác nhá, người già lớn tuổi hay là các bác nào chị em phụ nữ đều có thể vận hành được chiếc máy này nhá. Đó, dòng máy xăng pha nhớt này, hệ thống công tắc này các bác này. Đấy, sử dụng đầu bơm Cosin luôn nha các bác nha. Đấy, đầu bơm rất là đẹp luôn, đầu ra đầu vào 27 nhá. Em này thì lưu lượng nước của nó là 130 lít trên 1 phút và cột áp của nó là 35, đầu ra đầu vào là 27 này. Đó. Đây, máy móc đẹp keng sbeng cho các bác luôn. Đó, đây tại trên nhà em mưa gió quá, vừa mới lấy hàng về vẫn hơi ướt át. Đó. Thì giá của những cái chiếc máy này thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm này thì cứ liên hệ qua em nhá. Giá bao rẻ bao ngon nhá. Đó, thì vì ướt quá nên là em không kịp dán lên đây được cho bác. Đó, máy cực đẹp luôn. Dòng máy Cosin, dùng gia đình cực kỳ hợp lý luôn. Đó, đây. Đây là em thứ nhất, đến em thứ hai này các bác này. Đó. Gầm máy này, đến bình xăng này, đây có bên trong bình xăng có gì các bác nhìn thấy được luôn nhá. Đấy, 25cc lòng 32 ly. Đấy, các bác mua một chiếc máy bơm này thì trọng lượng của chiếc máy này nó chỉ rơi tầm khoảng 5 kg thôi các bác này. Đây em này còn thông số em đọc cho các bác nha. Lưu lượng nước là 130 lít trên phút. Cột áp em này là 35. Tốc độ vòng tua của nó là 7500 nha bác nha. 1,03W, có nghĩa là em này thì lớn hơn chiếc máy bơm nước nhà mình nhá. Máy bơm điện nhà mình luôn này. Đó, thì để cho các bác những cái dòng máy này thì các bác vừa hút được giếng khoan, hút từ độ sâu từ 10-15m nhá. Đó, 10-15m thoải mái cho bác luôn. Và đẩy đến xa đến 200-300m cho các bác này. Đó, đẩy xa 200-300m, đẩy đường bằng, còn gà đẩy đường đồi 100-200m thoải mái cho bác luôn. Cho các bác tưới tiêu vườn cây ăn trái. Đó. Hay là mình hút nước để cho vào ruộng lúa thì đều ok hết cho các bác nhá. Máy quá đẹp luôn các bác ạ. Lô này về gọi là chấm hết một mối tình luôn. Bù biết sáng bóng luôn này. Đó, đây bốn em ngày hôm nay rất xuất sắc luôn. Đây, bơm này. Đẹp. Nói chung là không gọi là đỉnh cao luôn. Đó, bạn nào chốt em nào thì cứ liên hệ nhanh tay. Chốt luôn một em, dầu đầu bầu máy Cosin. Bơm rất là đẹp luôn. Đấy, đây, em này này. Nói chung là em này mà không mua thì hơi phí luôn này các bác nhá. Đấy, tại vì chỗ em hơi tối rồi. Đây này các bác này. Đấy, thông số của nó này. Đó. Bơm ấy này. Bộ cái bình xăng này. Đấy, đẹp chưa? Đấy, lốc máy gọi là series máy đóng thẳng máy lốc máy luôn cho các bác nhá. Đấy, bộ việc máy tay sách đầy đủ, trọng lượng chiếc máy 5 cân, cực kỳ nhẹ nhàng luôn cho tất cả mọi người chị em phụ nữ ai ra đồng áng tưới tiêu đều sách gọn nhẹ, có trợ lực để các bác giật lổ dễ dàng hơn. Đó, thì bốn em này, các bác nào quan tâm thì cứ liên hệ qua Zalo cho em. Số điện thoại là 0961350530.
Đó thì em sẽ test máy và giá cho bác nhá, giá bao rẻ luôn. Ok, đến một em gọi là trâu bò luôn, hàng mà nói chung là thuộc về hàng đam mê rồi các bác ạ. Em này là em Robin cánh bướm nha các bác nhá, một em Robin cánh bướm. Lưu lượng đây, để em đọc cái series. Đó, cái này nó đóng hẳn bằng nhôm cho các bác nhá, đóng hàng nhôm vào đây cho các bác này. Đó, cột áp của em này là lên tới 43 mét nha các bác nhá. 43 mét tương đương có nghĩa là nếu mà chạy đẩy được ngang là được 430 mét cho các bác này. Cực kỳ trâu bò luôn nhá. Đó. Lưu lượng nước của nó là 120 lít trên 1 phút, đầu ra đầu vào 27 luôn. Đó. Keng beng con này thì nói chung là hàng Robin cánh bướm này các bác dùng thì trâu bò luôn. Thì chiếc máy này trọng lượng nó chỉ hơi nặng một chút. Nó rơi tầm khoảng 6 kg thôi các bác nhá. 6 kg năm này thôi. Đó. Rất đẹp luôn công tắc này. Robin cánh bướm này các bác chạy thì nói chung là đỉnh cao luôn, lồi đồng cối đá cho các bác luôn nhá. Quăng quật thoải mái không bao giờ bị vỡ việc gì luôn các bác nhá. Đây có đệm chân này. Đó, cái đệm chân xoa gương được luôn các bác ạ. Quá xuất sắc. Ok. Đến em cuối cùng ngày hôm nay đó là một em Mazu răng ma cho các bác nhá. Em này thì 25B BP252A, hàng Mazu răng ma 25cc, lòng 32 ly cho các bác. Đó. Đây, quả đầu bơm cô xin đầu bơm mang du luôn nhá. Máy zin nguyên bản con này luôn. Em này zin nguyên bản nên máy đẹp trên 99% nha các bác nhá. Đấy, nói đồ nó hơi cao nhưng mà em này 95%. Quá đẹp các bác ạ. Không mình nghĩ ngợi gì luôn, em này đúng là đi vào lòng người này các bác này. Đó, các bác nào mua về hàng siêu tầm hay là những con này thì không phải nghĩ rồi, hàng quá đẹp luôn. Hàng Mazu. Vừa tiết kiệm nhiên liệu đó. Lưu lượng nước của em này thì là 120 lít trên 1 phút nha các bác nhá. Cột áp của nó là 36 này. Đầu ra đầu vào của nó là 27 nha các bác nhá. Đầu ra đầu vào 27 luôn. Nói chung là không phải nghi ngợi, quá đẹp này các bác này. Đấy, từ đầu bơm đến máy móc đó. Quá chất luôn. Ok. Thì, ngày hôm nay em lên 6 cái máy bơm này. Các bác nào quan tâm đến cái sản phẩm máy bơm nước Nhật Bãi thì cứ liên hệ qua cửa hàng Việt Anh nha. Ok, em xin phép kết thúc video tại đây. Các bạn nào quan tâm hãy cho em xin một nút like, đăng ký kênh và chuông thông báo ạ. Cảm ơn tất cả mọi người, hẹn mọi người những video tiếp theo.